2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Hwang in the House, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với bài số 20 trong chuyên đề về đồng dư thức. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một bài tập mà một tính chất, vừa là một bài tập vừa là một tính chất rất là hay để có thể giải được tương đối nhiều các lớp các bài toán về chứng minh chia hết hay chứng minh đồng dư. Đúng không nào? Ở đây là một bài toán chứng minh chia hết là A mũ N cộng B mũ N chia hết cho A cộng B. Mũ N là số mũ lẻ, là một số lẻ, AB là các số nguyên. Thì đây là một bài toán theo mình nghĩ là rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng và cái tính chất này cũng dùng được rất là nhiều trong một vài đề thi chuyên toán thì cũng đôi lúc cũng sử dụng cái tính chất này. Nếu chúng ta không nhớ được cái tính chất này thì giải bài tập cũng tương đối là khó khăn. Theo mình nghĩ là như vậy. Thế thì để giải bài tập này thì chúng ta sẽ xuất phát từ đâu và làm như thế nào? Do A mũ N cộng B mũ N chia hết cho A cộng B thì chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn cần phải chứng minh được rằng là A mũ N cộng B mũ N sẽ đồng dư với 0 theo mốt của A cộng B, đúng không? Đây là một trong những thử thách tương đối lớn bởi vì lần đầu mình cũng làm theo cái A cộng B như thế này. Rồi, thế thì mình sẽ xuất phát từ đâu? Xuất phát từ A cộng B sẽ đồng dư với 0 theo module của A cộng B. Đúng không? Điều này rất đơn giản. Sau đó thì mình chuyển vế thôi. A đồng dư với trừ B theo module A cộng B. Bây giờ mình sẽ lũy thừa lên. Tại sao mình nghĩ đến lũy thừa? Bởi vì khi lũy thừa lẻ mà. Khi lũy thừa lẻ thì A mũ N hay là âm B mũ N thì dấu vẫn là như vậy. Đúng chưa? Như vậy mình có là A mũ N đồng dư với âm B tất cả mũ N theo mô đun của A cộng B. Nhưng chúng ta chú ý rằng là N ở đây phải là số lẻ nhé. Đúng không? Tiếp theo nữa thì âm B tất cả mũ N mà N lẻ thì mình có thể suy ra được một điều, đó chính là A mũ N đồng dư với trừ B mũ N theo mô đun của A cộng B. Giải có dễ chịu không các bạn? Đến đây thì chúng ta chuyển vế thôi. Thì A mũ N cộng B mũ N đồng dư với 0 theo module của A cộng B. Các bạn thấy thế nào? Một bài tập theo mình nghĩ tương đối là đơn giản. Nhưng rất hay. Rất hay. Đúng không nào? Thế bây giờ mình đi vào lời giải chi tiết thôi. Lời giải thôi. Lời giải. Ta có A cộng B đồng dư với 0 theo mô đun của A cộng B. Được chưa? Tiếp theo nữa là mình chuyển vế, đúng không? A đồng dư với trừ B theo mô đun của A cộng B. Rồi. Bây giờ mình lũy thừa bậc lẻ lên. Nó nghĩa là A mũ N cũng vẫn sẽ đồng dư với B mũ N. Âm chứ nhỉ? Mình cần có dấu trừ. Đó. Đúng chưa? Theo mốt của A cộng B. Nhưng các bạn chú ý là với N là thuộc N là số lẻ. Rồi. Đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là A mũ N cũng vẫn sẽ đồng dư với trừ của B mũ N. Theo mô đun là A cộng B. Đúng không? Và đến đây chúng ta chuyển vế thôi. A mũ N cộng với B mũ N thì sẽ bằng đồng dư với 0 theo mô đun của A cộng B. Đó. Đến đây thì đều phải chứng minh rồi các bạn. Một bài tập quá nhanh đúng không? Thì bây giờ thì mình muốn chúng ta khai thác một bài tập tương tự như đối với bài có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng tính chất này để làm một bài tập sau. Nhưng ngày hôm sau chúng ta sẽ chữa bài tập đấy nhé.
Bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Đúng không nào? Thì mình có một bài tập áp dụng. Bài tập áp dụng như thế này. Bài số 21 chứng minh rằng A chia cho 4 là A mũ 1 mũ 5 cộng 2 mũ 5 cộng 3 mũ 5 cộng chấm 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 cộng đến 100 mũ 5 chia cho 4. Đó, một bài tập tương đối là đơn giản, được chưa? Thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai. Bye bye.